Kính thưa các đại biểu, đại diện cho các tổ chức, các đoàn thể trong ban mặt trận của làng Đầu Yên, kính thưa tất cả các cụ ông cụ bà trong chi hội người cao tuổi của làng Đầu Yên ta. Hôm nay là làng ta được sự quan tâm của cấp ủy, của thôn trưởng, của mặt trận, chúng ta tổ chức họp mặt để kỷ niệm 27 năm người cao tuổi thế giới. Thì hôm nay nhân cái buổi kỷ niệm mùng 1 tháng 10 người cao tuổi của thế giới, thì trong cái diễn đàn hôm nay á, với tư cách cá nhân tôi trước hết là xin cảm ơn cái sự quan tâm của các vị chi bộ của thôn, của mặt trận thôn đã để phong trào phụ nữ và có những hành động rất là thực tế. Cũng nhân dịp này là xin kính chúc các cụ ông cụ bà trong hội ta là mạnh khỏe, để đến họp mặt sang năm ta vẫn đầy đủ con số để ta vui. Thì nhân cái buổi hôm nay là báo cáo với các cụ tôi xin đọc mấy bài thơ. Hôm nay mùng 1 tháng 10 thế giới kỷ niệm lớp người tuổi cao, chúng ta phấn khởi tự hào, xã hội ghi nhận công lao của mình, cả đời cống hiến hy sinh, quê hương giàu đẹp, gia đình ấm êm, trước khi về với tổ tiên sống vui sống khỏe, không quên mỗi ngày. Người già như trái chín cây vẫn cho mật ngọt làm say cuộc đời. Vui ngày mùng 1 tháng 10 cao niên vẫn giữ nét cười trẻ trung. Ta tặng cái câu lạc bộ bóng hơi. Chiều đông đảo hội viên ra sân văn hóa luyện rèn bóng hơi, tập phát bóng, vớt bóng rơi, tập nêu, tập đập, tập nhồi góc sân, cầu 2, cầu 1 xoay vần, giành giật từng điểm bao lần gay go, khắp sân vang tiếng reo hò, tiếc cho đội bạn, mừng cho đội nhà, thắng thua vui vẻ, chan hòa, chơi bóng cho khỏe, đấy là mục tiêu. Lại mong mau đến buổi chiều, lại nghe vang tiếng hò reo vui là. Bài thứ nhất là tặng cho các bà các chị trong cái hội dưỡng sinh. Tuổi già chăm tập dưỡng sinh, thêm vui làng xóm riêng mình khỏe ra. Dưỡng sinh thuốc của người già, đỡ đau gân cốt, mắt hoa tai ù. Mỗi ngày tập lấy nửa giờ, giữ gìn sức khỏe ắt là sống vui. Sống vui có ích cho đời, dưỡng sinh lợi thế, mọi người hãy chăm. Đây là bài thứ ba này. Bài thứ ba là tặng các cố ông mấy câu thơ là đầu đề là quên tuổi già. Ngày xưa khi tóc còn xanh, khó khăn vất vả mà ai ngại gì, tay làm miệng nói chân đi, bao nhiêu là việc gì cũng xong. Ngày xưa khỏe là việc chi mà cũng được, phải không? Bây giờ đầu bạc răng long, lưng cổ đau, lưng mỏi, mắt trông lòe nhòe, hai tay lúc điếc lúc nghe, cái đầu váng vất có bề bất an, bệnh đau kéo đến ầm ầm, đêm dài khó ngủ, bữa ăn ngại ngùng. Có lần mơ thấy tổ tông nhắc rằng trong sổ tàu công có đề, trước sau ngài cũng gọi đi về nhà chuẩn bị dần đi là vừa. Thưa rằng là chả dám dây dưa, Nam Tàu mà sớm gọi là buổi trưa lên đường.
Chả nằm đâu là gì bác nè. Khỏe mình, khỏe cả người thương. Cửa nhà sạch sẽ, chiếu giường thơm tho. Mạnh một cái mà thủng giường, thủng chiếu được không nên. Cho nên là cứ đi sớm, đi ngủ sớm. Là cửa nhà sạch sẽ, chiếu giường thơm tho. Cho nên không ngại, không lo. Trời còn để sống là cứ sống cho hết mình. Chăm tập thể dục dưỡng sinh, giúp con cháu việc linh tinh trong nhà. Thế là không bàn được việc lớn mà chứ việc nhỏ thỉnh thoảng cùng mấy bạn già bên nhau ly rượu chén trà thưởng thơ, chuồn đầu làm mấy ván cờ, ốm đau ta đến tận nhà động viên, cho dù tuổi tác cao điên, sống vui sống khỏe là quên tuổi già. Hết bài thứ ba các cô ạ. Báo cáo với các cụ tôi đọc bài nữa. Cái bài đi là hiện nay là than bà cả ngày không có cái tiếng gì cả, nhưng bắt đầu mà có tiếng là cũng cải cách. Đề là sao không khuyên các cặp ông bà, trong nhà chỉ có hai người mà sao ta lại nặng lời với nhau. Nhìn ông đã bạc mái đầu, tóc bà cũng đã ngả màu muối tiêu, gian nan khổ cực đã nhiều, biết còn sống được bao nhiêu trên đời, sao ta không nhìn vài lời cho nhà đỡ tiếng, cho người nhẹ hơn. Thế ta cảm ơn các quý đó.